Chúng con cảm tạ ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong sách Samuel thứ nhất chương 19. Mình xin lời Ngài là ngọn đèn xoay chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Hôm nay chúng ta quan sát tiếp vào trong chương này trên khía cạnh là hãy đứng về phía Đức Chúa Trời. Trong chuỗi thông điệp, mấy chương này chúng ta đang nói về David và Sauler, đồng thời cũng đang theo dõi quá trình thăng lên của David trên con đường lên ngôi, trong khi Sauler tiếp tục cái đà đi xuống của mình và hôm nay chúng ta quan sát những tội lỗi cụ thể của sauler đã khiến cho ông sa sút trước đó là ghen tị và thao túng và hôm nay chúng ta xem việc sauler tìm cách giết david và bài học rút ra là chúng ta nên đứng về phía đức chúa trời để chống lại cái ác đây không phải là lần đầu tiên sauler tìm cách giết david nhưng ở đây chúng ta thấy sauler bàn và định giết david bốn lần mặc dầu trong chương 19 cho chúng ta biết về những nỗ lực của sauler sát hại david chương này không tập trung nhiều vào sauler mà chỉ tập trung vào những phản ứng xung quanh đối với sauler và những nỗ lực khác nhau của sauler đối với sự sống của david vậy bài học gì từ phản ứng của những người xung quanh trước việc sauler tìm cách giết david nhiều lần khi chúng ta xem xét các sự đáp trả đối với sauler thì một khuôn mẫu hoặc nguyên tắc rất rõ ràng xuất hiện đó là chúng ta cần nên đứng về phía đức chúa trời để chống lại cái ác đứng về phía đức chúa trời chống lại điều ác nghĩa là gì trong các tình huống thực tế hàng ngày là như thế nào đó là những bài học khi chúng ta nghiên cứu bốn phản ứng đối với bốn nỗ lực giết david của sauler bốn phản ứng đó là từ phía jonathan david minh canh và đức chúa trời trong quá trình này chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của việc đứng về phía đức chúa trời để chống lại điều ác lần thứ nhất cái ác được ủy quyền và phản ứng của jonathan trong nỗ lực giết người đầu tiên của sauler ông đã sai jonathan và những đầy tớ mình giết david đây là một ví dụ về điều ác được ủy thác nhưng việc ủy quyền này không giúp cho bạn thoát khỏi cạm bẫy khi Sauler ủy quyền cho điều ác, Sauler cũng chịu trách nhiệm như thể chính mình đã phạm trực tiếp. Bài học thứ nhất là bạn nên vâng lời Đức Chúa Trời hơn con người. Ở trong chương 19 câu 1, Sauler bàn tính cùng Jonathan, con trai mình và các tôi tớ để giết David. Nhưng Jonathan, con trai Sauler rất thương yêu David. Hãy lưu ý rằng Sauler đã bỏ tất cả những lời rào đó ở đây. Chương trước chúng ta đã thấy cách Sauler lên kịch bản để cho người Philippines giết David làm sao nhưng điều đó không thành công và bây giờ sauler đã ra khỏi bóng tối ông đã lộ rõ nguyên hình về ý định của mình sauler muốn giết chết david và ông sai jonathan cùng các tôi tớ của ông phải làm công việc bẩn thỉu vậy nếu bạn là jonathan bạn sẽ làm gì sauler là vua và bạn phải tuân theo vua không chỉ vậy sauler còn là cha của bạn và bạn phải vâng lời cha mình bạn làm gì khi ai đó có quyền trên bạn và bắt làm điều gì rõ ràng là trái với điều răn của chúa nghĩa là trái với lương tâm Câu trả lời của Kinh Thánh cho điều này rất rõ ràng. Mặc dầu Kinh Thánh nói đi nói lại rằng chúng ta phải vâng lời những người có thẩm quyền trên mình, nhưng khi những người đó bảo chúng ta làm điều gì đó trái với điều răn chúa, thì chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là con người. Chúng ta thấy một ví dụ về điều này khi Führer và Giang bị tòa công luận người Do Thái xử ở trong công vụ chương 5 câu 29, cũng như là trong chương 4 câu 18 và 19. Họ bèn đòi hai người vào rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói hay là dạy. Nhưng phi và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Trong bài luận nổi tiếng bàn về sự bất tuân dân sự của Henry David Thoreau, ông đã viết, dưới một chính phủ bỏ tù mọi người một cách bất công, nơi ở thực sự cho một người công bình cũng là một nhà tù. Vì vậy, khi luật pháp của một quốc gia không công bằng, thì vị trí thích hợp cho một người công bình là ở trong tù. Saul bảo Jonathan giết David và Jonathan từ chối ngay. Thay vì làm theo mạng lệnh một cách mù quáng, ông đã đứng về phía Đức Chúa Trời để chống lại cái ác và vâng lời Đức Chúa Trời hơn là con người. Thứ hai, hãy coi trường đồng loại của bạn trong chương 19 câu 2 đến câu 3. Jonathan cho người hay và nói rằng sao lơ cha tôi tìm giết anh, vậy sáng ngày mai hãy cẩn thận ở nơi khuất kín và ẩn mình đi, tôi sẽ đi ra đứng gần bên cha tôi nơi ruộng mà anh sẽ ẩn và nói về anh cùng cha tôi thử xem người nói thế nào, rồi sẽ cho anh biết. Jonathan lẽ ra đã từ chối giết David và cứ mặc kệ, nhưng Jonathan đã thực hiện bước tiếp theo là tìm đến David và cảnh báo cho ông. Chúng ta đã thấy giao ước tình bạn của Jonathan với David ở chương 18. Trong chương này Jonathan giữ đúng cam kết của mình và mặc dầu Jonathan là người thừa kế ngai vàng, ông vẫn bảo vệ David là người sẽ lên ngai vàng. Trong sách sang thế ký chương 4 câu 9, khi Cain sát hại em trai Abel Đức Giê-hô-va hỏi Cain rằng, Aben, em ngươi ở đâu? Người thưa rằng tôi không biết. Tôi là người giữ em tôi sao? Câu trả lời cho Cain và cho tất cả chúng ta là, vâng, bạn là người giữ người anh em của bạn. Bạn có trách nhiệm trước mặt Đức Chúa trời và phải coi chừng đồng loại của mình. Hãy ngăn giữ người khác khỏi cái ác như bạn có thể. Nếu bạn định đứng về phía Đức Chúa trời để chống lại điều ác, thì bạn phải vâng lời Đức Chúa trời hơn là con người. Bạn phải coi chừng đồng loại của mình và bạn phải ngăn giữ người khác khỏi điều ác như bạn có thể làm trong chương 19 câu 4 đến câu 7. Vậy Jonathan nói bên David cùng sao lờ cha mình mà rằng xin vua chớ phạm tội cùng David tôi tớ vua vì người không có phạm tội cùng vua mà lại có giúp công việc lớn lao cho vua nữa. Người đã liều mạng mình mà giết người Philippines kia nên Đức hô Va vì cớ người có làm sự giải cứu lớn cho cả Israel. Vua có thấy và mừng rỡ điều đó. Nhân sao lại toan phạm tội cùng huyết vô tội mà giết David vô lý Sao lắng tai nghe lời Jonathan nói bèn thề rằng ta chỉ Đức yhova hàng sống mà thề David sẽ chẳng chết. Bây giờ Jonathan gọi David thuật các lời ấy cho người đoạn dẫn David đến gần Sao lơ và David hầu việc sau lơ như trước. Jonathan thực hiện thêm một bước nữa ở đây. Ông không chỉ từ chối việc giết David, không chỉ cảnh báo David về ý định của sau lơ mà Jonathan cũng tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm khi đối đầu với sau Và ông cho sau lơ ba lý do để không giết David. Thứ nhất, David vô tội. Thứ hai, David rất có ích cho Sauler. Và thứ ba, Sauler sẽ phạm một tội trọng là làm đổ huyết vô tội. Jonathan xác quyết và Sauler cũng bị thuyết phục. Bây giờ Sauler thề rằng David sẽ không chết. ra cơ chương 5 câu 1920 nói Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc, xa cách lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi nếu muốn đứng về phía đức chúa trời chống lại cái ác trong thế giới này bạn phải cần chủ động cũng như phản ứng bạn cần phải khuyên can người khác khỏi điều ác khi bạn có thể điều này cần sự can đảm và không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được nhưng đó là một phần của việc đứng về phía đức chúa trời chống lại điều ác vì vậy phản ứng của chúng ta nên như thế nào khi người khác tìm cách ủy quyền bắt chúng ta làm ác chúng ta nên vâng lời đức chúa trời hơn là con người chúng ta nên coi chừng đồng loại của mình chúng ta nên khuyên ngăn người khác khỏi điều ác như có thể Nỗ lực thứ hai của Sauler giết David, lấy ác trả lành và phản ứng của David. Hãy nhớ, Sauler đã làm điều tương tự trước này ở trong chương 18. David vừa đánh bại Goliath, mọi người đang ca ngợi David. Sauler thình lình ghen tị và trong cơn tức giận, ông đã ném Lao vào David hai lần. Vâng, bây giờ ông tiếp tục phóng Lao vì đã theo Lao. Bây giờ ông là nô lệ cho sự ghen tị và sự ghen tị đã phóng Sauler và chính ông là cái Lao trong tay của ông chủ ghen tị. Linh ghen tị đã điều khiển Sauler khiến Sau Lơ bị mù quáng lấy ác trả lành, và chúng ta cũng học được một số điều về việc đứng về phía Đức Chúa Trời để chống lại điều ác trong tình huống này. Bạn thai chịu khổ vì làm điều thiện hơn là làm điều ác. Trong một sang mê trường 19, ấy, câu tháng, câu 9, sự tranh chiến cứ liên tiếp luôn luôn, David đi ra đánh dân Philippines làm cho chúng nó bị thua chạy trốn, nhưng ác thần bởi Đức Jehovah khiến nhập vào Sau Lơ lúc người ngồi trong điện cầm cây giáo nơi tay, còn David gảy đàn chúng ta quan sát chúa bảo vệ David ở đây ấy, nó không như cách nhìn của chúng ta mà chúa tiếp tục ban phước cho David một cái cách nhìn khác về sự an toàn hay là về chúa là cái khiên và đây là cách chúa làm chúa vẫn là cái khiên cho David ấy. nhưng mà phơi David ra và ban cho ông được phước và thành công trước đây chúng ta đã nói về ác thần này chúng ta đã thấy rằng đây là một ví dụ về quyền thể trị của Đức Chúa trời đối với cái ác rằng ngay cả các ác linh cũng phải tuân theo mạng lệnh của Đức Chúa trời ở đây chúa không làm điều ác đúng hơn ấy, là Ngài đang trừng phạt Sao Lơ vì tội phản nghịch. Ở đây David có làm gì sai với Sao Lơ không? Hoàn toàn không. Ngược lại, David đang làm rất tốt cho Sao Lơ là đằng khác. Ngoài chiến trường, David đang chiến thắng các trận chiến của Sao Lơ trước người Philippines. Trở về nhà, David chơi đàn cầm để xoa dịu tâm trạng, tinh thần xấu xa của Sao Lơ. David không làm gì khác ngoài việc toàn làm tốt cho Sao Lơ. Kinh Thánh nói nếu bạn chịu khổ, hãy nên chịu khổ vì làm lành hơn là vì làm ác. Một phía rơi chương 2 câu 20 đến 21 và mình làm điều ác bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó ấy là một ơn phước trước mặt đức chúa trời anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì đấng Chris cũng đã chịu khổ cho anh em để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân ngài chúa giêsu là gương mẫu cuối cùng của một người chịu khổ vì làm điều tốt chúa giêsu không hề phạm bất cứ tội lỗi nào cả vậy mà chúa giêsu phải chịu đau khổ ngài đã đi đến thập tự giá để trả giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta là các đốc nhân, bạn và tôi được kêu gọi noi theo gương của Đức Chris, hãy chịu khổ vì làm điều thiện hơn làm điều ác. Một điều khác mà chúng ta học được về sự đứng về phía Đức Chúa trời để chống lại điều ác trong phần này đó là hãy thoát khỏi sự bắt bớ khi bạn có thể. Môsama chương 19 câu 10. Sauler muốn lấy giáo đâm David dính vào vách, nhưng David tránh khỏi sáo của Sauler găm vào vách. David trốn và được thoát khỏi buổi tối đó. Lưu ý rằng David không cố gắng để Sauler có cơ hội thứ hai như lần trước. Sauler ném giáo trong lần này và David chạy trốn luôn khỏi đó và mãi mãi không quay trở về cung nữa. Chúa Giêsu bảo các môn đồ sẽ có bắt bớ, nhưng Ngài sẽ nói với họ trong Matthew chương 10 câu 23. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này thì hãy trốn qua thành kia. Mặc dầu là tín đồ đứng Chris, chúng ta nên biết sẽ có một sự bắt bớ và đừng cố gắng thoát khỏi sự bắt bớ bằng cách thỏa hiệp với điều ác. Chúng ta vẫn nên tìm cách thoát khỏi sự bắt bớ khi có thể. Tại sao? Bởi vì sự bắt bớ là điều ác và là cơ đốc nhân chúng ta được kêu gọi đứng về phía Đức Chúa Trời để chống lại điều ác. Vì vậy, chúng ta nên ứng phó như thế nào khi người ta lấy ác trả thiện? Chúng ta nên chịu khổ vì làm điều thiện hơn là làm điều ác. Chúng ta nên thoát khỏi sự bắt bớ khi chúng ta có thể. Chúng ta quan sát tiếp về nỗ lực giết người thứ ba. Điều ác được lên kế hoạch từ phía Sauler và phản ứng của Minh Canh. Trong nỗ lực thứ ba này, Sauler rình rập nhà của David để tìm cách giết ông và khi những người lính canh báo lại cho Saul rằng David bị ốm, Saul thậm chí còn bảo họ hãy lôi David từ trên giường đến để tự tay giết chết David. Đây là một ví dụ về điều ác được lên kế hoạch trước. Đây là vụ giết người được tính toán trước và chúng ta cũng học được một số điều về việc đứng về phía Đức Chúa Trời chống lại điều ác tại đây. Câu 11 đến 14, Saul sai người đi đến nhà David, đặng canh giữ người để sáng ngày giết người đi. Song Minh Canh vợ David cho người hay và nói rằng nếu đêm nay chàng không trốn khỏi thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Minh Canh thòng David xuống nơi cửa sổ, người trốn và thoát khỏi. Kế ấy Minh Canh lấy tượng Theraphim mà để lên giường, dùng tấm nệm bằng lông dê bọc đầu nó, rồi phủ cái mình nó bằng một cái áo tơi. Khi Sauler sai người đến bắt David, thì nàng nói rằng chàng đau. Trong phần này chúng ta xem xét phản ứng của Minh Canh với cái ác. Cô đã bảo vệ David khỏi Sauler cô đã cảnh báo chồng về nguy hiểm và giúp chồng trốn thoát. cô đã bảo vệ người vô tội. đây là phản ứng thích hợp đối với kẻ ác đã được lên kế hoạch. thi thiên 82 câu 4 nói khá cứu vớt kẻ kẻ khốn cùng khỏi người thiếu thốn, giải họ khỏi tay kẻ ác. khi biết ai đó đang tìm cách dùng kẻ ác chống lại người khác, thì tất cả những điều bạn cần làm là bảo vệ người vô tội và ngăn chặn điều ác. david đã viết cả một bài thi thiên về sự việc cụ thể này đó là thi thiên 59. Phần ghi chú, bài thi thiên nói rằng đây là thơ David làm khi sao lơ canh giữ nhà người đặng giết người. Câu 1 đến câu 3 nói, Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi, bảo hộ tôi khỏi những kẻ giấy nghịch cùng tôi, xin hãy giải tôi khỏi những kẻ làm ác và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết. Vì kia chúng nó rình rập hai mạng sống tôi, Đức Giê-hô-va ơi, những người mạnh dạn nhóm hiệp nhau nghịch tôi, chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi đức chúa này đã dùng mây canh để bảo vệ david khỏi sao lơ vì vậy đó là một cách chúng ta nên đối phó với cái ác đã được lên kế hoạch trước chúng ta hãy bảo vệ những người vô tội và chúng ta nhớ liên hệ một điều khác trong luật pháp đó là khi nơi nào trong xứ hứa nơi mà đất mà chúa ban cho dân israel chúa dặn nơi nào mà đổ huyết vô tội ra ấy thì tại nơi đó chúng ta phải tìm lý do là phải có của tế lễ hoặc là phải có một sự đền mạng còn không ấy thì chúa sẽ xử lý bạn cũng nên đứng lên chống lại cái ác. Một lần nữa điều này không hề dễ dàng, nó cần sự can đảm và liên quan đến rủi ro. Một sa mê chương 19 câu 15 đến 17. Sau đó sa-lơ lại sai người đến thăm David mà truyền chúng rằng: Hãy đem hắn ở trên giường đến cùng ta hầu cho ta giết hắn đi. Vậy những kẻ sai đi đến đó thấy tượng tera-vim ở trên giường có một tấm nệm bằng lông dê ở nơi đầu nó. sa-lơ nói với Minh Canh rằng: Sao người gạt ta như vậy, làm cho kẻ thù người ta trốn khỏi đi? Minh Canh thưa cùng Sao Lơ rằng, người có bảo tôi hãy để cho ta đi, bằng không ta sẽ giết mày. Lưu ý đến diễn tiến ở đây, lúc đầu Sao Lơ lên kịch bản để gài David cho quân Philippines giết. Sau đó Sao Lơ cố gắng xua đuổi điều ác bằng cách sai Jonathan và những người khác giết David. Nhưng bây giờ, Sao Lơ đã sẵn sàng giết David bằng chính tay của mình. Theo lời con gái, đấy, thì tôi lỗi không kiểm soát được sẽ từ tệ hại đến đổi bại. Sauler đã không đối diện với sự ghen tị và để cho sự ghen tị điều khiển và cuối cùng ông đã trở thành nô lệ của nó. Sauler tức giận Minh Canh vì đã giúp đỡ David, nhưng Minh Canh không lùi bước, cô đã đứng ngay trước Sauler. Tác giả Thi Thiên viết ở trong Thi Thiên 91 câu 16, ai sẽ vì tôi dấy lên nghịch kẻ dữ, ai sẽ đứng bênh vực tôi đối cùng kẻ làm ác. Phản ứng thích hợp đối với điều ác trước điều ác đã được lên kế hoạch là bảo vệ người vô tội và đứng lên chống lại điều ác. Và đây là một phần thuộc về niềm tin của con cái sự sáng. Chúng ta phải làm gì khi Minh Canh nói dối sao lơ trong tình huống này? Bạn sẽ làm gì trong tình huống cuộc sống của ai đó đang bị đe dọa? Chúng ta có những ví dụ khác trong kinh thánh nói về những người nói dối để cứu một mạng người. Trong sách xuất đại cập, các bà đỡ đẻ người Hebrew đã nói dối Pharaoh để cứu mạng những em bé trai sơ sinh mà họ đỡ đẻ. Xuất đại ký 1, câu 15 đến 21. Trong sách Joshua, Rahab đã nói dối người thành Jericho về các gián điệp người Hebrew để bảo vệ và cứu mạng họ. Joshua chương 2 câu 4 đến câu 6. Sau đó được nhắc lại trong tân ước, Hebrew chương 11 câu 31, Ra cơ chương 2 câu 25. Nói dối để cứu một mạng người có được không? Có bao giờ bạn làm sai để đạt được một điều tốt đẹp hơn không? đó là một câu hỏi đạo đức rất khó và là một câu hỏi mà chúng ta không có thời gian để giải quyết đầy đủ vào sáng nay chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi lộn xộn và đôi khi không phải lúc nào bạn cũng biết điều đúng đắn để làm vậy bạn hãy cầu xin chúa sự khôn ngoan trong những tình huống khó khăn và hãy cố gắng hết lòng vâng theo lời ngài nhưng chỉ cần biết rằng dầu bạn nói dối với động cơ tốt hay xấu thì lời nói dối vẫn là một lời nói dối và khi bạn chọn điều ác ít hơn bạn vẫn đang chọn điều ác và bạn cần phải thú nhận điều xấu xa đó với Chúa. Chúng ta đừng bao giờ cảm thấy thoải mái khi nói dối, ngay cả khi động cơ của chúng ta có thể là tốt. Và chúng ta đừng quên trong hội đồng của Đức Giê-hô-va khi ra mắt ấy, thì có một thần ra bảo là tôi sẽ là một thần nói dối. Và đây là một cái đề tài khác sẽ bàn về sau. Minh Canh đã thực hiện các bước để bảo vệ David khỏi bị Sao Lơ giết. Cô đã đứng lên đối chất với Sao Lơ. Khi Sao Lơ hỏi cô về việc giúp đỡ David đối mặt với cái ác đã được định trước, chúng ta nên bảo vệ người vô tội và đứng lên chống lại cái ác nỗ lực tìm cách giết người lần thứ tư. Sự ghi mài trong cái ác và phản ứng của Đức Chúa Trời. Bây giờ sau biết rằng David đang ở cùng Samuel và các nhà tiên tri và liên tục cử người đi bắt David. Đây là một ví dụ về sự mà ghi mài, kiên trì làm điều ác. Và chúng ta cũng học được một số điều về việc đứng về phía Đức Chúa Trời chống lại điều ác trong tình huống này. Ở đây chúng ta tìm hiểu bằng cách xem phản ứng của Đức Chúa Trời đối với những cuộc tấn công lì lợm dai dẳng của Sauler đối với David. Trước hết bạn cần chú ý đến những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời trong 1 Samuel chương 19 câu 18 đến 22. Vậy David trốn và thoát khỏi đi đến nhà Samuel tại Rama rồi thuật cho người mọi điều Saul đã làm cho mình, đoạn người và Samuel đi ở tại Nazot. Có người thuật lại điều đó cho Saul mà rằng kìa David ở tại Nazot trong Rama. Saul sai người đi bắt David, nhưng khi chúng thấy một đám tiên tri đừng nói tiên tri và Samuel đứng đầu những người ấy thì thần của Đức Chúa Trời cảm động họ họ cũng khởi nói tiên tri. Người ta cho Sao Lơ hay, người bèn sai những người khác, họ cũng nói tiên tri như các kẻ khác. Sao Lơ sai người đi lần thứ ba, đến phiên họ cũng nói tiên tri. Bây giờ Sao Lơ thân hành đến Rama, tới nơi giếng chứa nước lớn của Seku. Người hỏi rằng Samen và David ở đâu? Người ta thưa rằng hai người ở Nazoth trong Rama. Bạn sẽ nghĩ Sao Lơ sẽ nhận được thông điệp lần đầu tiên, nhưng ông tiếp tục sai người của mình đuổi theo David. Và sau lần thứ ba thì Sauler đích thân đi tìm David. Trong ngôn chương 29 câu 1 nói, người nào bị của trách thường lại cứng cổ mình sẽ bị bại hoại thình lình không phương cứu chữa. Đáng buồn thay, đây lại trở thành câu án tử cho Sauler. Khi chúng ta tìm hiểu phần cuối của một Samuel chương 31, ấy, Saul cứng đầu và cố chấp làm điều ác và ông đã chọn không để ý đến sự cảnh báo của Đức Chúa Trời. Vậy hãy chọn đứng về phía Đức Chúa Trời, và bởi vì không để tâm đến những lời cảnh báo của Chúa, Sauler tiếp tục chọn đứng về phía sai lầm thay vì đứng về phía Đức Chúa Trời chống lại cái ác. Ông đứng về phía điều ác chống lại Đức Chúa Trời và bạn sẽ không bao giờ thắng khi bạn chọn phe chống lại Chúa. Một xem nguyên chương 19 câu 23 đến 24. Vậy người đi đến Nazot trong Rama, thần của Đức Chúa Trời cảm động đến phiên người, người cứ đi dọc đàng nói tiên tri đến khi tới Nazot trong Rama người cũng lột áo mình nói tiên tri trước mặt Samuel rồi ở trần vậy. Như vậy nằm dưới đất trọn ngày và đêm đó. Bởi cơ ấy có câu tục ngữ rằng Sao Lơ há cũng vào hàng các tiên tri sao. Hãy lưu ý rằng Đức Chúa Trời ban thánh linh của Ngài trên Sao Lơ thậm chí còn sớm hơn khi Ngài làm với đầy tớ của Sao Lơ được sai đi. Đức Chúa Trời thậm chí không đợi Sao Lơ đến Rama mà dọc đường đã giáng Đức Thiên Linh xuống trên ông rồi. Khi đến đó thì ông cởi bỏ áo choàng bên ngoài và nằm phù phục nói tiên tri trước sự hiện diện của Samuel cả ngày lẫn đêm. Điều này rõ ràng cho David nhiều thời gian hơn để trốn thoát. Hãy nhớ lại trong chương 18, Jonathan đã tự nguyện trao cho David chiếc áo choàng hoàng gia của mình trong một giao ước tình bạn. Ở đây, trong chương 19, Saul vô tình cởi bỏ áo choàng hoàng gia của mình dưới sự thúc giục của Đức Thanh Linh. Một ngày kia, mọi đầu gối sẽ cúi đầu và mọi lưỡi sẽ xưng nhận rằng Chúa Jesus Christ là Chúa ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là Cha. Một số sẽ làm như vậy một cách sẵn lòng và vui vẻ, trong khi những người khác sẽ bị quyền năng của Đức Chúa Trời buộc phải làm như vậy. Trong ngôn chương 21 câu 30 nói, chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào hay mưu kế nào mà chống địch Đức giê Hô Va được. Sao Lơ vẫn tiếp tục thực hiện các kế hoạch xấu xa chống lại David và Đức Chúa Trời đã ngăn cản ông hết lần này đến lần khác. Bài học ở đây là gì? Hãy chú ý đến những lời cảnh báo của Đức Chúa Trời và hãy chọn phe của Ngài mà đứng. Hãy chọn về đứng về phía Đức Chúa Trời chống lại điều ác đừng chứ đừng đứng về phía phe của điều ác chống lại đức chúa trời kết luận là cơ đốc nhân chúng ta cần đứng về phía đức chúa trời để chống lại điều ác giống như phản ứng của jonathan đối với điều ác được ủy quyền chúng ta nên vâng lời đức chúa trời hơn là vâng lời con người chúng ta nên coi chừng đồng loại của mình và khuyên ngăn người khác khỏi điều ác như có thể giống như phản ứng của david khi sau lơ lấy điều ác trả lành chúng ta nên chịu khổ vì làm lành hơn là lấy ác trả ác chúng ta nên trốn khỏi sự bắt bớ khi chúng ta có thể nên chạy thoát khỏi sự bắt bớ khi có thể giống như phản ứng của minh canh trước cái ác được lên kế hoạch của sauler thì chúng ta nên bảo vệ người vô tội và chống lại điều ác và khi học được từ phản ứng của đức chúa trời đối với việc sauler kiên trì làm điều ác thì chúng ta nên chú ý những lời cảnh báo của đức chúa trời và nên luôn chọn phe của đức chúa trời chống lại điều ác điều ác ở xung quanh chúng ta trên thế giới nhưng ngay cả khi đứng về phía Đức Chúa để, để chống lại điều ác, chúng ta vẫn nên khiêm nhường và nhớ rằng điều ác cũng ở trong chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tin cậy Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của mình. Như con người nói, khi tôi còn trẻ và nhìn thấy điều ác trên thế giới, tôi đã nói: "Hỡi Chúa, xin hãy phán xét chúng." Khi tôi lớn hơn và tôi học cách nói: "Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho họ." Và bây giờ tôi nhìn thấy điều ác trên thế giới, tôi nói: "Xin Chúa hãy tha thứ cho con." Hỡi Chúa, cảm ơn Chúa. Và đây là cái bài học ngày hôm nay Ở đây cho chúng ta thấy được rõ hơn Bài giảng trên núi Chúa giêsu nói Người làm cho người hòa thuận Thì trong khi mà không thể được Thì chọn đứng về phía Đức Chúa Trời Khi phải chọn làm hòa với con người Hay làm hòa với Đức Chúa Trời Thì chúng ta cần phải chọn là đứng về phía Đức Chúa Trời Có những lúc mà phải chọn Không thể một mình đứng hai phía Cảm ơn Chúa và xin lời của Ngài Cho chúng con không lấy ngay làm đủ từ lời dối mình Nhưng được làm theo lời Cảm ơn Ngài